Bữa nay về định quán Đồng Nai bà con. Đây là cái vườn mà Willow Farm hướng dẫn làm bông làm trái, lúc xuống giống cũng từ Willow Farm luôn. Bà con chúng ta có thể thấy rằng là cái vườn mít này là tạo cái giếng trời, bà con chúng ta thấy trống ở bên trên đó bà con. Dưa trái thì nó đậu trái, trái rất là to, gần như là trái tròn đều, không có bị méo mó. Và cái dàn lá thì bà con chúng ta thấy nó cứng cáp này. Chúng ta cắt cái đọt đi tạo giếng trời, là cái cây mít của chúng ta nó khựng cái lá, nó già cái lá và cây chúng ta rất là khỏe và tập trung dinh dưỡng, nó sẽ nuôi trái. Bà con chúng ta có thể xem những cái cây cây nào cũng như cây nào á, toàn là tạo giếng trời không. Thì bây giờ mình đi dọc cái hàng rào này cho bà con chúng ta xem nha. Cái vườn này là hôm bữa giờ lúc đầu kiến thiết á, lúc đầu trồng rồi sau đó tỉa cành tạo tán thì mình cũng review cho bà con chúng ta xem rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi dọc thêm một cái vườn này, tại cái vườn này nó có cái mương nước nên là mình đi né né bên kia. Bên này ảnh có trồng thêm mấy cái cây. Cây này gọi là cái cây hồng sô cô la ha. Rồi để bà con chúng ta có thể xem là tạo cái giếng trời nè bà con. Và cái cây mít ruột đỏ của chúng ta là nó mang trái là ở trên cành cành cốc nha bà con nha. Nên là chúng ta tạo giếng trời để tạo cái độ thông thoáng. Cái thứ hai là chúng ta cắt đọt tạo giếng trời thì gió nó đỡ đỡ đổ ngã nha bà con. Thì bà con chúng ta cũng lưu ý cái điều đấy để mà chúng ta chăm sóc cái mít ruột đỏ của mình. Và khi mà bà con chúng ta cắt cái đọt đi chứ thì cái cây chúng ta nó sẽ thấp xuống và dinh dưỡng nó sẽ cung cấp vừa đủ cho cái cây của chúng ta ở cái vị trí là nuôi trái thôi, nó không có nuôi cái đọt ở trên đó. Bà con chúng ta là cái này là chặn đọt là bằng tay đó mọi người, chặn đọt bằng tay đó. Rồi chúng ta sẽ đi vòng vòng để mà xem cái vườn này và review cho bà con chúng ta xem nha bà con. Các bà con chúng ta thể nhìn thấy em cúi xuống thì bà con chúng ta có thể nhìn thấy rằng là tổng thể là chúng ta đang ngồi ở khu vực này ở bên ngoài. Hồi xưa cái vườn của anh là trồng sen với bơ, một số bơ thì giờ cũng bỏ rồi, nhưng bây giờ thì chúng ta tập trung là nuôi mít, nhưng mà cũng có những cây bơ lớn thì anh để luôn. Đó, bà con chúng ta có thể nhìn thấy là toàn bộ ở trên là tạo giếng trời hết, cắt đọt tạo tán hết, cứ ăn một mùa trước khi mà làm bông là ảnh cắt đọt tạo tán tạo giếng trời hết. Bà con chúng ta thấy cái mít nó to, nó to mà thấy nhìn cái màu da của nó này bà con đó, màu da của cái mít này, còn cái độ da của cái cây thì vườn này là 27 tháng nha bà con nha, 27 tháng rồi, cây này nó cũng lớn tuổi đời rồi, 27 tháng. Bà con chúng ta thấy mang trái này là mới cắt tỉa bớt rồi, với lại thứ hai là ảnh cũng cắt một số trái nó ra trước nha. Vườn này là mình cho làm đồng loạt để bán tháng 12, tháng 1 và tháng 2. Tuy nhiên là có những cái trái mà ra trước á, là mình để luôn trong một quá trình xiết nước tạo mầm bông thì để luôn. Nếu như mà chúng ta thu được thì chúng ta thu để lấy cái tiền mà chúng ta trang trải tiền phân tiền thuốc. Nó có những cái mẫu trái ra trước này mình để luôn vậy đó. Thì bà con chúng ta có thể nhìn là tất cả những cái trái đang đeo ở trên đây là cái mẫu trái Willow Farm làm, là cái mẫu trái trái dài, cuốn nó vừa dài vừa ngắn, nói chung là nó vừa đủ. Bà con chúng ta thấy cái mẫu trái như thế này là ok. Và trong cái giai đoạn này là anh đang cho tưới cái bộ xô là nuôi trái mít của Willow Farm. Hồi xưa Willow Farm cũng cung cấp cho bà con chúng ta cái dòng đó là sản phẩm là nuôi trái mít. Hiện nay thì cải tiến hơn và nâng cấp hơn một chút xíu là tăng cái hàm lượng amino acid fulvic để mà giúp cho cái trái mít chúng ta hấp thụ nhanh hơn, đó là tên là thúc trái thần tốc. Thì bà con chúng ta có thể kết nối với Willow Farm để mà các bạn chuyên viên tư vấn và hỗ trợ cho bà con chúng ta nha bà con. Đây là ở vùng Đồng Nai. Thì bà con chúng ta nếu có dịp đi ngang ghé đây, nếu mà có anh chủ vườn ở đây á thì mọi người có thể ghé tham quan. Còn hôm nay thì không có anh chủ vườn ở đây nên là mình cũng không có dắt bà con đi được, mà mình review cho bà con chúng ta xem để bà con chúng ta thấy kết quả sau khi làm bông làm trái nuôi trái theo cái phương pháp mà hướng dẫn của Willow Farm. Bà con chúng ta thấy mẫu trái này rất là đẹp, da đẹp, nói chung là năm vừa rồi thì lái vô đây là khen. Cái vườn này này cũng có một cái hay, coi là anh em với duyên với nhau. Khi mà gặp nhau thì anh hỏi mình là giờ anh có đất trống ở dưới Đồng Nai thì bây giờ làm gì em, thì mình nói anh trồng mít ruột đỏ Indo này đi. Thì anh hỏi anh Cầu rằng là lúc mà anh mới trồng lúc đó là chưa ai mua đâu, chưa ai mua nhiều. Anh hỏi anh Cầu là sao mà em tư vấn anh vậy, thì mình nói anh Cầu luôn là tại vì em cũng đang trồng nó mà em thấy có tín hiệu nên là em kêu anh trồng luôn, thì hai anh em có gì cùng cùng xuồng luôn. Thì bây giờ là hai anh em cùng đang một chuyến xuồng và trái bây giờ thì bà con chúng ta có thể thấy mẫu trái rồi ha. Còn giá cả thị trường thì mọi người chúng ta cũng có thể nắm được rồi, nên là chúng ta cũng không còn phải bàn gì nhiều nó về giá cả về thị trường nữa. Chúng ta làm tốt để mà đạt được cái kết quả mít nhất. Bà con chúng ta thấy cái cuốn này
cuốn này nè, có nhiều bà con sợ nó nhỏ không, không nhỏ bà con, như vậy là mang trái là bà con thấy mẫu trái này khỏi phải bàn phải mê ha. Rồi để bà con chúng ta thấy là dinh dưỡng đi đủ thì cái trái mít của chúng ta nó tròn, nó đều, nó đẹp, và cái da mít nó căng, nó mọng này bà con. Chúng ta nhìn quan sát qua camera là bà con chúng ta có thể thấy được hình dung. Đấy, em quay xa xa cho bà con chúng ta xem một chút xíu, rồi cúi thấp xuống này em review thêm những cái trái mít đàn bào cho kia bà con chúng ta xem ha. Đã để bà con chúng ta cùng với mình review một chút xíu. Trong cái giai đoạn này là bà con chúng ta sử dụng cái thúc trái thần tốc để mà chúng ta thúc cái trái lớn, và chúng ta tưới nước tập trung và chúng ta tưới đủ nước cho cây, và đặc biệt là bà con chúng ta tưới vào buổi sáng để mà giúp cho trái chúng ta nó hấp thụ được cái lượng nước ở buổi sáng nha bà con nha. Buổi sáng này buổi trưa là nắng gắt nên là chúng ta tưới được buổi sáng đủ nước cho cây trong cái giai đoạn này là chúng ta nhớ. Và bà con chúng ta cũng thấy rằng là tạo giếng trời, tạo cái cành nó chỉ ra các bên nè bà con, thấy nó chỉ chữ V không? Bà con thấy ở trên là anh tạo giếng trời, bây giờ xong rồi nó cũng bịt bùng trở lại. Lúc mà làm bông á là cắt hết á, nhưng mà nó ra ăn cười là nó bịt bùng trở lại. Các bà con chúng ta thấy nó chỉ ra này, nó chỉ, nó càng chéo càng chỉ, càng chia nhiều nhánh thế này là tỷ lệ trái, mang trái của chúng ta rất là nhiều. Nên là bà con chúng ta tạo được nhiều cành cấp thì trái chúng ta nó sẽ mang rất là nhiều, như sầu riêng vậy đó bà con. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vòng vòng chút xíu cái cây này. Nó thật lưng với bà con luôn là cái vườn này cũng có một cái hạn chế là nó hơi rập, lại lúc trồng bơ thì mình có nói với bà con chúng ta rồi đó. Đây, bà con chúng ta nghe cái hàng rào đó bà con, để review cho bà con chúng ta xem ha. Đây, để bà con chúng ta xem là nó hơi bị rập, thế nên cũng có một số cành nó bị mắc. Bà con chúng ta trồng á thì nên là tạo cái khoảng cách rộng ra một chút xíu. Cây bơ này dọn đi rồi, mình nói hoài với anh mà vẫn không dọn được. Trồng thì muốn dọn mà dở thì muốn hông, nên thôi thì mình cũng thôi thì tùy anh. Để bà con chúng ta thấy cây mẫu trái này bà con thấy ok ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi dập qua này cây dừa để luôn nè bà con. Cái đấy là để bà con chúng ta mình quay cái kiểu này là để cho bà con chúng ta thấy cái độ rập của nó. Nên là bà con chúng ta cũng đừng tiếc chi mấy cây dừa. Nếu bà con chúng ta thấy trái nha. Đây. Trái này ở trên là tạo giếng trời. Nếu như vườn bà con chúng ta tầm rập quá là chúng ta phải tạo giếng trời trống đó bà con. Chúng ta thấy trống lỏng không? Trống đó. Trống thênh thang luôn á, nhìn lên trời luôn đó bà con. Chúng ta thấy nhìn thấy trống lỏng lên trời luôn. Đó thì trong khi mà chúng ta tạo cái độ thông thoáng như vậy đó thì cái vườn của mình trái nó sẽ lớn, cây chúng ta nó sẽ không bị mất cái dinh dưỡng để nuôi phần đọt. Còn cây dừa này bà con chúng ta thấy ha, đây cùng mình nó mang trái là cành cấp, mà cành cấp nó trái quá trời luôn, cái cành chút chiếu chiều nó vẫn mang cái trái. Bà con chúng ta thấy cái cuốn mà nó to hơn cái cành luôn nè mọi người, cái cuốn mà nó to hơn cái cành, cái trái thì chà bá lửa. Rồi bên này thì bà con chúng ta có thể xem và ảnh sẽ có một phần là sẽ bán trước, còn một phần là sẽ tập trung vào tháng 12, tháng 1 và tháng 2. Rồi đi qua cây rảnh nha bà con. Đây, cái vườn này là xưa có review cho bà con chúng ta một lần, mà chắc là có những cái giai đoạn đầu thì bà con chúng ta chưa coi á, còn bây giờ rộ mít nhiều thì bà con chúng ta nhớ lại cái vườn này, hôm nào xuống cắt thì mình sẽ review cho bà con chúng ta xem một lần nữa. Bà con chúng ta thấy cái mẫu trái vẫn đi qua đi lại, vẫn thấy cây bơ ha. Một số bà con chúng ta chắc coi video này, trời ơi, anh chủ anh còn tiếc gì cây bơ. Nhưng có nhiều khi đó là cây kỷ niệm của anh thì sao không biết. Thế mọi người chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái cổ bông mà để bán vào tháng giêng và tháng 2. Còn một số trái kia thì sẽ kết thúc và cỡ trái to mình chỉ á, trái to này tới review cho bà con chúng ta. Cái trái này á là hồi xưa nó đã có mang rồi. Đã có mang trái rồi, trên số lượng này là ít lắm. Anh kêu thôi anh để luôn đi, rồi khi anh tạo mầm, liệu nếu mà nó được luôn ra tạo mầm, nó nuôi được cái trái luôn thì cứ giữ, tại vì nó cũng tiền mà. Thế nên là anh chủ vườn anh có để bà con chúng ta cùng với mình tham quan một chút xíu. Rồi mình cũng mong muốn rằng là quý bà con chúng ta cũng thành công trên con đường sự nghiệp mà trồng mít, mình hay gọi là mấy anh mít thủ ha, cần thủ rồi mít thủ rồi đó, mấy anh bà con chúng ta xem này, cây này tạo giếng trời hết rồi bà con, tạo hết, cắt hết, tạo hết trống trơn hết rồi đó, nhưng mà nó cũng bịt bùng trở lại, nó cũng bịt bùng trở lại. Cái mít ruột đỏ chúng ta tạo được cái giếng trời, tạo cho nó cái không gian để nó thông thoáng ra, tạo nhiều cái cành cấp ra thì nó mang trái chỉa làm như là sầu riêng đấy mọi người.
nha anh em. Rồi đi dập một khúc nữa đó bà con, chúng ta thấy cây nào nhỏ quá thì cắt cắt nhỏ, cây nào to thì cắt to ha, cắt tạo viên trời trống ra. Bà con chúng ta thấy rằng nó cũng bịch bùng trở lại rồi. Đấy, để bà con trong cái giai đoạn này là nhà vườn cho tưới cái bộ xô cái bộ xô thì Willow Farm có cung cấp cái dòng xô nuôi trái mít hoặc là cái dòng thúc trái thần tốc, thì bà con chúng ta có thể kết nối với Willow Farm để mà các bạn chuyên viên tư vấn và hỗ trợ cho bà con chúng ta nhiều hơn nha bà con. Đấy, bà con chúng ta có thể xem. Rồi bây giờ kết thúc video, bye bye bà con.